tình yêu chan hòa điều tốt, màu áo lam hiền tỏa ngát thơm hương, gia đình tôi từ dưới ánh đào vàng, nương bóng cha lành cứu khổ chân gian, một quẻ từ bi soi đường chỉ lối, vì đau thì lên gian khó không mà. Trắng thanh cao xây thân ai vui nào, nơi nào cần ta tới, nơi nào gọi ta đi, vì chỉ dung làm đồng năm hành nguyện thâm sâu, chấm tay hoa niềm phân cùng hiến đời đẹp sao, dập ánh đao niềm màu cùng tiến lên gia đình Phật tử Việt Nam. Đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas với chương trình 40 năm kỷ niệm ngày thành lập gia đình Phật tử Huyền Quang. Chương trình được tổ chức 3 ngày tại trung tâm Huyền Quang tọa lạc tại địa chỉ 9918 Synod Road, Houston, Texas 77083. Lễ khai mạc được tổ chức chính thức vào lúc 9 giờ 45 phút sáng thứ Bảy ngày 26 tại tháng 10 năm 2019. Chủ đề năm nay được chọn là Trại Chú Niên Bồ Đề Lạt Ma với khẩu hiệu tinh tấn. Tổ chức trại lần này với mục đích mừng ngày thành lập Trung tâm Huyền Quang, tạo cơ hội gặp gỡ kết thân cho các đoàn sinh và huynh trưởng trong miền tịnh khiết, ôn lại cuộc đời của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma với hành Bồ Đề dơ duyên giác ngộ chúng sanh. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Chúng con, gia đình Phật tử Huyền Quang nguyện làm hết sức mình để là nơi cho thế hệ mai sau có một chỗ học hỏi hạnh từ bi hỷ xả của chư vị Bồ Tát, luôn là đồng hành cùng với quý anh chị Lam khắp bốn phương. Chúng con nguyện sống đúng với châm ngôn bi chí dũng để không phụ tình thương của ôn viện chủ, chư tôn đức tăng ni cùng chư liệt vị mạnh thường quân. Chúc trại Bồ Đề Đạt Ma chư niên 40 năm của đơn vị Huyền Quang thành công tốt đẹp. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Mà gia đình Phật tử Huyền Quang đã có mặt được 40 năm. Chặng đường khai sinh cho đến giờ phút này, phải nói là gia đình Phật tử Huyền Quang đã trưởng thành. Chùa đã đứng ra tàu tâm đất này để cho trung tâm Huyền Quang sinh hoạt tập lập. Đã có duyên may được làm đoàn sinh của gia đình Phật tử, một tổ chức mà lúc nào cũng hướng thượng, hướng thiện tâm tư của những người trẻ tuổi đi đến con đường trong sạch và lành mạnh. Rất mong tất cả các anh chị em quân trưởng, các anh chị em đoàn sinh hãy nỗ lực nhiều hơn trên con đường tu học Phật pháp để trở thành một người Phật tử chân chính cho mình, cho gia đình và cho xã hội sau này. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Huyền Quang. Happy birthday to you. Hôm nay chúng tôi tổ chức cái trại kỷ niệm 40 năm thành lập đơn vị dân tộc Huyền Quang. Cái trại có tên là trại Bồ Đề Đạt Ma. Đây là một cái trại mà quy tụ một số các đơn vị từ xa, dĩ nhiên là đơn vị địa phương thì có đơn vị dân tử Huyền Quang. Ở đây thì có thêm đơn vị dân tử Linh Sơn ở Northwest xuống với chúng tôi. Thì ở xa thì có đơn vị dân tử Viên Giác đến từ Oklahoma và đơn vị dân tử Pháp Quang
cũng đến từ Dallas. Tổng cộng tất cả các huynh trưởng và đoàn sinh thì có trên 240 người. Tổ chức Phật tử là một tổ chức giáo dục tuổi trẻ, gồm có tất cả các lứa tuổi của các em. Là 3 ngày trại các em đến đây sinh hoạt thì dĩ nhiên là các em sẽ có những cái phần trò chơi nhỏ, các em sinh hoạt phòng trò với nhau. Thì trong cái trò chơi nhỏ đó, đó cũng có một cái trò chơi lớn, nó gọi là Big Game, ở trong đó các em sẽ đi qua những cái gọi là Obstacle Course. Có nghĩa là các em sẽ đi một cái vòng giống như là nguyên cái vòng khuôn viên này. Các em sẽ vượt qua những cái trở ngại, trong đó là các em có thể phải bước qua cái dòng sông mà cái hồ bên này mà có những cái trở ngại các em phải bước qua. Và khá là như vậy thì ngoài ra các em còn sẽ được chơi những cái trò chơi thể thao, sẽ có một chương trình văn nghệ để mừng chu niên 40 năm. Và sau chương trình văn nghệ thì sẽ có một cái đêm lửa trại. Thì đó là một cái những cái truyền thống của tổ chức Phật tử, để các em sẽ vui chơi gần gũi thiên nhiên, để tâm tình, để mà khuyến khích nhau, nhắc nhở nhau, giống như là để nuôi lớn cái lý tưởng của tổ chức Phật tử. Để cho cái giới trẻ, cha mẹ muốn đưa con em họ đến để mình sinh hoạt cái ngày chủ nhật á, thì nếu như em nào mà muốn sinh hoạt từ sáng cho đến chiều thì lòng ở trong cái sinh hoạt gia đình Phật tử có cái phần học Việt ngữ, học tiếng Việt là giữ gìn cái văn hóa người Việt của chúng ta, và song song đó là tham gia vô gia đình Phật tử Huyền Quang là để trao dồi cái các em có một cái hạnh hướng thiện, đó là học Phật pháp rồi làm những điều thiện, hành những điều thiện của các anh chị huynh trưởng đã dạy bảo, làm lợi ích cho mình và cho tất cả những người chung quanh, cũng như là làm một đứa con ngoan trong gia đình cha mẹ và ông bà, cũng như học những cái cách cư xử, học đi thưa về trình như thế nào. Đó là cái cách mà hai cái đơn vị nó song song với nhau để mà giúp cho các em hoàn hảo thêm, là thành một người Việt Nam chân chính. Con là một đoàn sinh của gia đình Phật tử Huyền Quang ở trong đoàn Mahaka Diếp. Lý do tại sao con tới đây vì con rất là thích cái nó feel rất là ấm cúng, mọi người rất là thương yêu nhau, anh em chị em ai cũng rất là vui vẻ khi mà sinh hoạt mỗi cuối tuần. Khi mà con tới đây con feel giống mình được chấp nhận, nó không phải là một cái bị buông chép, thì vì xã hội không có ép mình, giống mình tới đây vì mình thật sự là thích chơi với mọi người ở đây. Và mình học hỏi về đạo Phật, mình học hỏi về cách xử lý trong tình huống, nhiều đủ loại tình huống, và con thấy rất là vui vẻ được ở trong gia đình Phật tử Huyền Quang. Em đã sinh hoạt với bên gia đình Phật tử khoảng 9 năm rồi. Trong thời gian em sinh hoạt ở đây, em được học hỏi nhiều môn Phật, ở trong Phật pháp, nhiều môn về trong xã hội của mình, và em cũng học hỏi cho mấy anh chị về giống như học ở trường, giống như college, scholarships, mấy cái đồ khác nữa. To all of the fellow youngsters out there, I recommend if you would want to join Gia đình Phật tử Huyền Quang, it's a great way for you to socialize, get to know other people, but also learn about our culture, our Buddhist culture, our Vietnamese culture, and much more. Huh? And leadership skills as well. Những điều mà chúng tôi thấy trong suốt chiều dài 29 năm thì mấy em lúc xưa thì ngoan nhiều hơn, còn bây giờ thật sự là mấy em có nhiều việc chơi bên ngoài đó, cho nên là về cái phong tục đạo đức của mình á, mấy em cũng không có biết để ý tới nhiều. Chúng em thì mỗi chủ nhật chỉ gặp nhau có 4 hoặc 5 tiếng, thì cái quan trọng là tụi em cũng rất cần phụ huynh giúp đỡ một tay. Tại vì tụi phụ huynh thì gặp mấy em suốt 7 ngày một tuần. Em thấy là cái lứa tuổi mà 14, 15 á, thì mấy em đó bắt đầu thay đổi, cho nên cái đó là cái tuổi khó khăn nhất cho tụi em bây giờ. Thì tụi em lúc nào cũng cần có phụ huynh tiếp tay với tụi em. Mình là phụ huynh của tên Trang Lê của các em Esther Lee và Christine Lee. Hai cháu sinh hoạt ở trong cái trung tâm Huyền Quang cũng được 10 năm. Mấy cháu đi từ nhỏ và cái sự mà theo của các cháu, các phụ huynh cũng đi theo, nên mình nhìn thấy con em của mình trưởng thành và trong một cái đoàn thể rất là tốt, có tinh thần tự giác, có tinh thần trách nhiệm khi mà làm việc hoặc là về nhà, và tinh thần thương yêu gọi là đồng đội đó, rất là tốt cho cái vấn đề đó. Rồi bên cạnh đó là có cái vấn đề Việt ngữ nữa, nên kết hợp giữa vừa học Việt ngữ và vừa sinh hoạt trong cái trung tâm của Huyền Quang thì các em lớn lên trong cái tinh thần thân ái rất là nhiều.
Đó là một cái điểm tốt mà mình cũng khuyến khích muốn tất cả các phụ huynh nên đưa con em mình tham gia vô trong cái chương trình sinh hoạt của gia đình Phật tử. Sau này các em lớn lên, các em có thể hiểu được tiếng Việt và hiểu được cái đạo đức về bên Phật Pháp và sinh hoạt đoàn thể. Nó có cái tinh thần together gọi là teamwork á, thì rất là gứa cho mấy em. Và các anh chị huynh trưởng á, luôn là một cái chỗ để các em chia sẻ mà nó gần gũi hơn. Đôi lúc phụ huynh nó có thể là có sự hơi xa cách, hoặc là phụ huynh đôi lúc khắt khe với các em nhiều quá, thì các anh chị huynh trưởng sẽ là cái cầu nối chia sẻ những cái suy nghĩ của các em, cái tâm tư của các em, và các anh chị huynh trưởng sẽ nói chuyện lại, chia sẻ lại với ba mẹ để cùng nhau mà hướng cho các em đi vào cái con đường tốt nhất. Về mừng chủ niên, đến đón chủ niên, a ha niềm vui bao la. Dù đường xa xôi, nước núi băng đồi, chủ niên về đây sum vầy. Tinh tăng tinh hát hòa ngàn lòng người, bao đàn em cười vang trong một tình nồng nàn. Chủ niên thân hoan. Vừa rồi là những hình ảnh do Đài Việt TV ghi nhận về chương trình kỷ niệm 40 năm ngày thành lập gia đình Phật tử Huyền Quang. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.